Em chào các bác nha, đã trở lại kênh Máy Công Cụ Đức Tùng. Hôm nay em về hàng thì em cũng xin quay nội dung là về tất cả các loại máy như thế này thôi. Thì bác nào muốn kiểm tra hàng trực tiếp những mã số nào, máy nào thì tới tại kho Đức Tùng để xem máy các bác nha. Còn bác nào mà không có thời gian ghé thì cứ gọi điện cho em hỏi xem là mã số bao nhiêu, cần số máy bao nhiêu. Đó thì em sẽ quay phim từng con một, nhưng phải qua khoảng 2 đến 3 ngày sau thì em mới có thời gian để em quay từng con một cho các bác nha. Hôm nay em chỉ quay video này là thông báo về hàng này, Kubota này, Yangma này, Mitsubishi này. Đấy, máy 3 có, máy 4 có. Đó, máy 2 thì nó cũng có ít thôi, không có nhiều. Đặc biệt lô này có L322C này. L2C, mới L3C. L2C, L3C, L2E. Đấy, có mấy loại đấy. Mấy cả có con cho cái máy cày 600 ấy nhá. Là cái loại 570cc, 577cc chứ. 577cc. Đấy, và có một con khác nữa gọi là 2T72 và 2T75. Đấy. Thì các bác xem có những ai cần những mã số như vậy thì liên hệ với Đức Tùng để được nhận hình ảnh và video. Còn các bác xem video thì cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh miễn phí. Em xin cảm ơn các bác nhiều. Các bác bấm like, bấm chia sẻ hoặc bấm thích cho em rất cảm ơn. Tại cái này là miễn phí các bác nha. Rồi các bác xem máy trực tiếp nha thì liên hệ em. Đấy, rồi xin chào các bác. Em xin cảm ơn. Thank you.